những cái giấy phép lái xe, những cái tờ cảng nhỏ mà chúng ta muốn photo hai mặt và một cái tờ giấy. Các bạn nhìn ở trên màn hình. Ở đây đối với máy photocopy Toshiba thì chúng ta photo chứng minh thư thì chúng ta thao tác sau. Nhất chúng ta bấm vào zoom 100%. Đấy, cho chọn A5, A4. Chúng ta chọn edit. Chọn 2:1, 4:1. 2:1. Chúng ta chọn một size để sở chứng minh thư trên đây. Để sở chứng minh thư đây. Chúng ta đóng lại. Và chúng ta bấm start. Và chúng ta đặt lại mặt hàng của chứng minh. Và chúng ta bấm start. Chúng ta bấm delete. Đây là một tờ, cái tờ tôi đang photo một cái tờ cảng hai mặt. Thế thì sau khi chọn thì nó sẽ cho ra một cái bản copy như này.